Salah viết trên trang cá nhân sau khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu giữa MU và Chelsea vang lên, tôi hoàn toàn suy sụp, hoàn toàn chẳng có lời bào chữa nào cho thất bại này. Liverpool có mọi thứ cần thiết để giành quyền tham dự Champions League mùa tới nhưng đã thất bại. Chúng tôi là Liverpool và mục tiêu tối thiểu của đội phải đủ điều kiện tham dự Champions League. Tôi xin lỗi nhưng thật khó để đưa ra những suy nghĩ tích cực ở thời điểm này. Chúng tôi đã khiến các bạn và chính bản thân mình thất vọng, ngôi sao người Ai Cập nhấn mạnh. Sau nhiều năm, Liverpool sẽ trở lại với sân chơi Europa League khi kết thúc mùa giải năm nay ở vị trí thứ 5 chung cuộc.